Hello, chào mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh của mình. Và cũng chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn trên Facebook. Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm 2019. Hôm nay mình sẽ đem cái tủ này về nhà mình xài. Đây là thợ rèn không biết ông trầu cũng làm nghề nhôm lâu rồi mà mới làm được cái tủ để xài. Tủ này là tủ chén. Hiện cái tủ chén này nó cao khoảng 1m55, bề ngang 1m2, rộng phủ bì là 5 tấc. Nếu mà mình nhà mình mà diện tích thì không có chiều ngang không rộng thì mình nên làm cái tủ cái chiều rộng nó sẽ rộng hơn. Nó sẽ bù lại. Để đồ cũng được nhiều. Đấy. Xài đồ nhà ở trên ở dưới thì khóa, ở trên thì do để đồ ăn đóng mở thường xuyên nên mình không cần xài khóa. Đấy. Đây. Xài kiến 5 ly không á. Ngăn lửng này để mì tôm hay đường, muối, tiêu, bột ngọt gì đó. Ở dưới thì để nồi đồ ăn, ở trên này nhiều khi cái những cái nồi nhỏ nhỏ đồ ăn thì vẫn để được thôi. Đó. Còn dưới thì ưu tiên để chén tổ ly tách. Tiện đây mình có một đôi lời nói với một số video này, có thể là có nữa sau này có một số anh chị em trong bà con mình sẽ có xem, người sẽ xem được, tại vì mình có đăng lên YouTube nhưng mà cũng đăng lên Facebook. Thì có một số anh chị em nói mình làm đồ cứng, có nghĩa đây là giá cao, hoặc là nhiều khi có người nói không khó nghe hơn là làm đồ chặt chém, là làm mắt á. Thì mấy người đó mình không biết sao, chứ mình làm thì mình theo tiêu chí tiền nào của đó, không bao giờ mà có việc mà một món đồ mà xài ngon, xài cứng cáp mà xài bền mà lại cái giá rẻ đâu. Mà những người đó mà chê mình xài làm đồ cứng thì đó, thì coi lại coi nhà mình có những sản phẩm nào mà cùng phân khúc hay là cùng hình thức vậy mà chất lượng hơn không. Nếu mà chất lượng hơn mà rẻ hơn thì đó anh lại nói mình là làm đồ cứng đồ mắc, tại vì đồ mình là làm khác đồ chợ, cái là không phải là đồ chợ. Bây giờ nói luôn, cái tủ này ngoài 3 triệu nè, không ai ai tin không đó. Làm này tủ này ngoài 3 triệu đó, lấy nếu mà lãnh là phải ngoài 3 triệu mới làm, chứ dưới 3 triệu không làm. Rồi ai mà nói làm đồ mắc này, chê mắc thì kiếm chỗ nào rẻ hơn làm đi. Rẻ hơn cũng có nữa, ở ngoài chợ cái tủ này nhiêu, 1,8 triệu làm sẵn luôn đó, mẫu mã hay cũng coi cũng được đó, làm 1,8 triệu đó thì rẻ hơn ra ngoài chợ mua đó. Những cái cò nè đó, ngoài chợ keo xa xa chấm cục rồi gắp tách miếng lên. Nhiều khi trở về tới nhà mình chưa xài thì keo nó lông nó xúc rồi đó nha. Đó, đồ nếu mà giá gọi là giá cái so giá cứng giá mềm thì nó khác nhau vậy đó. Tại vì nhiều khi nghe người khác nói hay là mình nhìn vẻ bề ngoài rồi mình so cái kích thước cái tủ rồi cái mình thấy sao này làm cao hơn kia quá trời, cái này lại phán là nói làm đồ cứng đồ mắc, mà trong khi họ đâu biết nhìn cái chất lượng bên trong, cái độ bền về sau này đâu. Mình làm là không có nói chuyện mà đồ chợ là miễn bàn đi. Tủ này là tuy là phụ kiện là bằng nhựa, nhưng mà bạn xem nè,
tấm kiến này là được dán keo vô những cái cò này được liên kết hết trơn nè, là tuy phụ kiện nhựa nhưng mà được kiến dán keo đi nó dính hết trơn rồi thì nó cứng, cũng không thua gì cái tủ mà phụ kiện không phụ kiện bát như cái tủ ly mình làm những video giao trước, tủ ly bấm bát đó, đó là tủ đó là không phụ phụ kiện nhé, nghĩa là xài là toàn bộ là bằng nhôm hết, nhôm rivet thì liên kết thôi chứ không có xài phụ kiện nhựa, kể cả những góc cánh thì cũng không xài phụ kiện nhựa đâu. Còn này thì mình làm đầu nhà xài thì mình làm phụ kiện nhựa, nhưng mà phụ kiện nhựa mà dán keo chắc chắn rồi thì xài để trong mát xài cũng vài chục năm phải ra. Còn phụ kiện mà bằng không phụ phụ kiện nữa thì xài ngoại trừ là nó hư mấy cái phụ kiện, nó hư mấy cái như ổ khóa hay là hít kẹt thì mình thay thôi, chứ còn cái kết cấu khung sườn nó biết tới chừng nào mới mục, trừ yếu tố bên ngoài, yếu tố con người phá thì cái gì chịu nổi. Đấy, đây là tủ để đồ ăn, để tô chén thì vừa làm trang trí vừa thông hơi luôn. Trên đây để thông hơi như đây nè. Còn một số thì mình nói là cái này là thiên về mình thôi, còn những người ai làm sao là thì tùy họ, nhưng mà có thường tủ thấy tủ đồ ăn thì mỗi bên người ta phan dọc lo luôn, thì thứ nhất mình thấy cái thẩm mỹ không cao, thứ hai là những cái lo đó độ thông hơi ở đâu 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 bằng lưới này đâu, lưới này thông hơi so với một dọc lo đó là nó thông hơi phải gấp 10 lần. Tủ chén để đồ ăn mà mình làm thông hơi mà thông hơi kém thì để đồ ăn thời tiết mà nóng nóng nực này thì nó sẽ hầm nhiều hơn thì dẫn tới thiêu đồ ăn. Đấy. Này là làm đồ nhà xài, bởi vậy xài những tay nắm cũng ngon hơn. Rồi khách hàng đặt thì nếu mà đặt cái giá tiền cao thì vẫn được như vậy thôi. Tủ chén mà ly luôn, này là để chén để ly tách để đều ăn được hết. Đó thì nói vậy đó, đây sẵn lên YouTube thì mình cũng tải chia sẻ cho các bạn là học nghề đó xem cái kiểu dáng thôi. Còn tủ này thì mình, các bạn thấy đây không, cái đường keo này hơi to này là nguyên nhân là không phải là do mình bắn cái đâu, mà là này do là mình bắn keo theo mình bắn keo mặt trong á, mặt trong nè, mặt trong cánh cửa là mình bắn keo nè, mặt ngoài mình không bắn keo. Hỏi lý do tại sao? Thường thường là mấy mặt hông này thì lau chùi hết, nhưng mà mặt tiền trước này nó dơ, nhiều khi mấy bà nội trợ này cũng kỹ thì lau chùi nhiều lắm, mà nếu mà lau chùi á thì dẫn tới là sẽ bị sốc vô những cái cạnh keo nè, thì nó sẽ bong tróc lên, nó bong keo ra, không thẩm mỹ, mà lại khó lau chùi, lau chùi dính kín kít cũng không được thoải mái nữa. Mình làm đã bắn keo mặt trong, bắn keo mặt trong thì giống như cái tủ ly tách bự mà kia đó cũng bắn keo mặt trong đó, thì mặt ngoài là lau chùi khỏe lắm. Đây thì giờ mình đây là video này, video này thì mình sẽ chia sẻ cho một số bạn trên Facebook, thì cũng có một số bạn làm nghề cùng nghề, rồi trên YouTube thì có nhiều bạn đăng ký cũng là chung nghề, nên mình cũng làm video mình chia sẻ thôi. Nói chung là đâu mình không phải nói là tay nghề mình là cao đỉnh gì hết, nhưng mà mình biết sao thì biết việc nhiều, chia sẻ bao nhiêu chia sẻ rồi còn thêm học hỏi thêm, chứ đâu phải là chia sẻ là nói cái gì mình biết rồi mình nói là
kiêu ngạo hay gì đâu. Rồi mình nói đó là đó. Có một số người mình nói đây chủ yếu là nhắn nhủ cho một số anh chị em trong bà con mình đó. Có người nói là mình làm đồ cứng thì ok, nếu mà nói rồi làm đồ cứng mà có coi kỹ coi những sản phẩm mà làm nó ra coi chất lượng cái nào chưa, rồi hãy nói người ta làm giá cứng hay mềm. Còn miếng nói chê giá cứng không thích thì tùy thôi. Thời bữa giờ ngoài thị trường có rất nhiều tiệm, ngoài giờ có mất rất nhiều tiệm nè, thì cứ coi chỗ nào mà làm mềm mà làm ấy ra thì cứ việc làm. Nói chung thì mình ví dụ như những anh em đó không đặt mình thì mình cũng có công việc làm khác, đâu phải là không đặt mình đói chết rồi mà sợ. Mà nếu kêu mần cái tài đây cái tính rồi, cái tính là vậy là mần gì đó. Mần là phải mần đồ miếng mà ra sản phẩm là phải xài bền, chắc xài lâu dài chứ không có sự kiểu mà xài miệng liền được. Bởi vậy cái giá thì so với những khác là mình nói đâu, tôi nói luôn là giờ nói á, nói thẳng luôn là không nói là khuyên này á, không bao giờ làm đồ giá rẻ, không bao giờ làm đồ rẻ rẻ nhưng mà không phải nói là mắc, mà làm đồ á, không phải làm đồ rẻ tiền nhưng mà làm đồ đồ xứng đáng với cái đồng tiền bỏ ra vậy thôi, chứ không có nói là không làm đồ rẻ tiền. Còn ai muốn nói mắc bao nhiêu thì so sánh hay là làm gì đó thì, nhưng mà nói là mình làm đồ đồ xứng đáng với đồng tiền cái người khách hàng đặt bỏ ra. Anh bỏ ra 10 ngàn thì anh sẽ được món đồ như thế nào, anh bỏ ra 15 ngàn anh sẽ được món đồ như thế nào, anh bỏ ra 20 ngàn mà cùng một món đồ đó thì anh sẽ được như thế nào vậy thôi. À, không. Nói chung là đồ nhà xài cũng hơi kỹ xíu, thường thường là có những tình trạng là nãy sẵn này mình chia sẻ luôn cho một số bạn nè, là ví dụ như cái tủ xài thời gian mà thấy thường thường là keo nó lông ha, nó sứt keo hông á, là do mình bắn keo có một mặt ha. Đó, bắn keo mặt ngoài không à, chứ không bắn mặt keo trong trong. Còn này đồ mình nhà mình xài thì gáp, nói chung xài hay là muốn ai muốn đặt chất lượng hơn thì cũng làm như vậy thôi, là bắn keo luôn mặt trong này. Hai đường keo qua trong ngoài luôn, là cái chuyện mà hiện tượng mà keo hông xúc keo hông mà keo hông bị lông ra là không bao giờ có. Với xài kiếng 5 ly nữa là ngoại trừ đừng có tác động bằng bên bên ngoài thì cái độ bền khỏi chê rồi, tủ cũng cứng cáp hơn nữa. Rồi, video này cũng dài thôi rồi thôi, trước thềm năm mới xin kính chúc toàn thể các anh chị em và các bạn trên YouTube cũng như tất cả các anh chị em và các bạn trên Facebook một năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống. Thôi chào tạm biệt các anh chị em và các bạn nhé.